Hello class, hôm nay thầy trò mình cùng ôn lại nội dung của học tuần này. Tuần này thầy trò mình tiếp tục học về chữ cái MNOP. Thầy trò mình cùng ôn lại một lượt từ đầu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Và hôm nay thầy cho mình đi học về letter, tức là chữ cái M, N, O, P. Âm sẽ là âm M, N, O. Rồi, thầy cho mình sẽ đi chi tiết. Okay. M, đúng nhỉ? M, M, M. Moon, moon. M, M, moon. M, M, monkey. Monkey, monkey. N, N, nest, N, N, nest, nest, N, N, net, net, net. Okay. O, O, octopus. Octopus, octopus. O, o, ostrich, ostrich, ostrich. P, panda, panda, panda. Popcorn, popcorn, popcorn. Ok. Rồi bây giờ thầy cho mình sang bài chant. Đó, như thầy đã hướng dẫn trên lớp thì chúng ta sẽ đọc các letter, tức là chữ cái trước. M, N, O, P. M, N, O, P. M, N, O, P. M, M, monkey. M, M, moon. N, N, nest. N, N, net. O, O, ostrich. O, O, octopus. Panda. Popcorn. Okay. À, xuống phần dưới này thì thầy cho mình find the letters, có nghĩa là tìm các chữ cái và letters giống như là M, giống như là P, O, được chưa? Đó. Và name the pictures, sau đó thì viết nốt các chữ đấy, hoàn thiện nốt và đọc lên cho thầy nha. Ví dụ đây, gì đấy? Monkey, okay, monkey. Và sau đó chúng ta hỏi luôn có bao nhiêu, thì chúng ta hỏi là how many, how many. Có bao nhiêu cái gì đó, ví dụ có bao nhiêu con khỉ thì hỏi là how many monkeys, 1 2 3 4 4 monkeys. Ok. N, đúng rồi. Nest. No, đây đọc là net, net. How many nets? One, one net. Octopus. How many octopus? One octopus. Popcorn. Okay, popcorn. How many popcorns? One. One popcorn. Panda. How many pandas? Yes, one. One panda. Now, nest.
How many nests? One. One nest. Ostrich. How many ostriches? One ostrich. Okay. Đây nữa. Moon. How many moons? One. One moon. Cơ bản là như vậy. Bây giờ thầy cho mình sang unit 6. Food. Bài số 6 học về food. Vậy vừa đồ ăn. Trước hết để học ôn lại một cách về hỏi tuổi. Hoặc chúng ta học cách hỏi tuổi. Bạn bao nhiêu tuổi thì chúng ta hỏi là how old are you? How old are you? How old are you? Mình trả lời là I'm cộng với tuổi của mình. Ví dụ nói là mình 6 tuổi thì nói là I'm 6. Mình 7 tuổi thì nói là I'm 7. Mình 8 tuổi thì nói là I'm 8. I'm 9. I'm 10. Rồi. Thế để luyện tập, các em luyện tập như vậy. Ví dụ ở đây hỏi là how old are you? I'm mấy đấy? Six. Đúng nhỉ, bạn giơ 6 ngón tay. I'm six. Bên này thì mình phải hỏi là gì mà bạn trả lời I'm ten. Đúng rồi. How old are you? I'm ten. Đây là một bài hát, đúng nhỉ? Sing. Thì các em có thể hát bài hát này nhé. Rồi. Và chúng ta học hai cái cụm từ xếp hàng. Xếp thành một hàng thì chúng ta đọc là make a line. Hoặc là các em có thể đọc là nối âm là make a line. Make a line. Okay. Make a line. Hoặc là tạo thành một vòng tròn thì chúng ta nói là make a circle. Make a circle. Hoặc là đọc là make a circle. Make a circle. Đấy. Sang food. Rồi quay trở lại với đồ ăn nào. Number one, ice cream. Ice cream. Okay, ice cream. Number two, pizza. 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 Number three, cake. 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 Number four, chicken. 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 Ok. Rồi đó là một chút về đồ ăn, cũng giống như là cách hỏi tuổi hay là bài ngày hôm trước mà thầy cho mình học toàn bộ nội dung này. Trong tuần này thì thầy đã cho các em online, các em quay lại video và gửi lên trên nhóm để thầy cô nhận xét trên nào. Goodbye.